vườn dưa hấu leo vàng của nông dân Huỳnh Văn Hiệp nằm cạnh cầu Bến Lớn, thuộc xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dàn treo dưa hấu được ông thiết kế dạng đứng. Khi dưa hấu đến tuổi thu hoạch, ban đầu ông không bán mà để cho gia đình và biếu tặng hàng xóm ăn thử, đều được khen thơm, ngon và ngọt. Trước phản ứng tích cực từ mọi người, ông Huỳnh Văn Hiệp đã quyết định đầu tư trồng thêm 500 gốc dưa hấu leo dạng và thay đổi thiết kế dàn treo theo hình chữ U. Trái dưa hấu leo vàng được ông để phía trong để tránh ánh nắng mặt trời. Thu hoạch ước tính cả hai vườn dưa hấu leo dàn, gồm ở nhà và ở rẫy, là khoảng từ 11 đến 12 tấn dưa một vụ, cho thu nhập khoảng 120 triệu đến 130 triệu đồng.